Hoàng Anh Auto xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em cũng đã vừa lên xong một bộ cối combo cho anh Sơn tại Đà Nẵng, gồm một đôi loa JBL KN12 và một cung đẩy điện vang X10 đến từ thương hiệu FB Pro. Thì bộ cối ngày hôm nay thì cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và cũng thông báo luôn cho tất cả các bác là bên Hoàng Hà chúng em đang có chương trình khuyến mại mua combo tặng mic ống dây. Và đây cũng là một trong những cái mẫu mic có model mới nhất của thương hiệu FB Pro vừa mới cho ra mắt vào thời điểm hiện tại. FB Pro nhá, một trong những cái mẫu mic vừa mới cho ra mắt của công ty. Và bên em đang có chương trình khuyến mại khi mua combo sẽ tặng thêm một bộ mic ống dây cho tất cả các bác. Có tổng giá trị của bộ combo ngày hôm nay chỉ khoảng là 15 triệu đồng. Một bộ combo cho ra chất lượng cực kỳ là tốt đúng không ạ? Tiếng của nó thì các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được chất âm mà những cái dòng sản phẩm này cho ra nhá. Đầu tiên về một đôi loa JBL KN12. Đây là một trong những cái dòng loa đời siêu lướt được bên em tuyển chọn về cực kỳ là kỹ lưỡng. Được sử dụng 3 đường tiếng riêng biệt, một bass 30, một trung và một chép. Logo JBL phát sáng này. Những cặp loa này thì bên em đang bán với giá là 6.800.000 đồng. Hàng rất là đẹp đúng không ạ? Chất âm cho ra thì không thể nào mà chê được rồi. Và tiếp theo là một cục đẩy điện vang X10 đến từ thương hiệu FB Pro. Đây là một trong những cái dòng đẩy điện vang mà nói là cao, gần như là cao cấp nhất trong thời điểm hiện tại. Được tích hợp rất là nhiều những chế độ, những tính năng hiện đại ở bên trong. Thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Hai mặt trên dưới là những cái mặt nhôm quay. Chính giữa của nó là một lớp cường lực và một màn hình để hiển thị tất cả các thông số ở đây. Với dòng đẩy điện vang này thì đã được tích hợp như đẩy vang, lồng xì và đường tiếng bên trong. Nên là các gần như là các bác sử dụng cục đẩy điện vang này thì không phải thêm bất kỳ một cái thiết bị nào nữa đúng không ạ? Rất là nhiều những cái tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth và USB. Chế độ effect cũng có 5 chế độ effect cho tất cả các bác lựa chọn và 6 chế độ feedback. Và đặc biệt hơn nhá, chế độ EQ của mic và music này, các bác từ giải tần 0 đến giải tần 6 cho các bác thoải mái lựa chọn nhá. EQ music này. Đấy, và chế độ reverb của cái dòng đẩy điện vang này cũng rất là hay. I và DR. Đây là một trong những cái dòng đẩy điện vang phải nói là cho ra chất lượng cực kỳ là tốt. Đã được tích hợp đầu giải mã vào bên trong và có chế độ chống chập, chống cháy rất là an toàn. Và giá của những cái cục đẩy điện vang X10 đến từ thương hiệu FB Pro này đang có giá là 7.500.000 đồng. Và khi các bác mua những cái bộ combo của bên em thì bên em đang có chương trình khuyến mại tặng thêm cho tất cả các bác một bộ mic không dây đến từ thương hiệu FB Pro UHF 838 này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Một trong những cái dòng mic liên không dây mới ra mắt nhất của thương hiệu FB Pro vừa mới cho ra mắt, một trong những công ty là khá là nổi tiếng và thân thuộc với tất cả các bác rồi. Tổng giá trị bộ combo ngày hôm nay chỉ có khoảng 15 triệu đồng nhá. Nên là bác nào quan tâm về những cái dòng sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Audio để được bên em tư vấn về đặt hàng, phối ghép những bộ combo phải nói là ưng ý và tuyệt vời nhất để các bác có thể sử dụng và thưởng thức trong gia đình nhà mình. Rất là hay đúng không ạ? Trực tiếp cửa hàng em ở địa chỉ trung tâm thương mại Bao Bì, phường Bần thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên để có những cái trải nghiệm tốt nhất về những cái dòng sản phẩm âm thanh của Hoàng Hà đang phân phối và cho ra ngoài thị trường nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đường.